Bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Bạn không biết bắt đầu từ đâu, thậm chí bạn còn chưa có bất kỳ ý tưởng nào. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Chúng tôi biết bạn cần một thương hiệu đúng nghĩa, chúng tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Triết lý bóng đá của người Đức và bài học sống còn trong đầu tư. Đội tuyển Đức có điều gì khác biệt? Một trong những điều được nhắc đầu tiên về bóng đá Đức là tính kỷ luật. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng để tuyển Đức trở thành đội bóng đáng gờm ở các giải đấu lớn. Dù cho thời thế có thay đổi với việc cạn kiệt nhân tài hay có nhiều ngôi sao lớn trong đội hình của cỗ xe tăng. Các cầu thủ Đức được uốn nắn từ khi còn rất nhỏ với việc chú trọng về tính kỷ luật. Trong một môi trường đó, không có chỗ cho kẻ nhụt ý chí, không có chỗ cho những người ít sự khác biệt và không có chỗ cho cả những kẻ nghiệp dư. Không chỉ thu hẹp với bóng đá, trong cuộc sống của người dân Đức cũng luôn khắc sâu trong tâm niệm của chính mình. Trước khi thắng một ai đó, một điều gì đó, người ta phải thắng được là chính mình. Hãy nhìn cách mà Đức vươn lên từ đống tro tàn sau Thế chiến. Nhìn cái cách họ hòa giải với nhau sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Dân tộc ấy hẳn phải thật sự văn minh và được giáo dục tốt, ngay từ khi còn nhỏ và không chỉ với bóng đá. Trong đầu tư cũng vậy, bạn đang đi tìm kiếm lợi nhuận, thực ra cũng giống như cái cách tuyển Đức đi săn bàn thắng vậy. Hãy tuân thủ hoàn toàn kỷ luật đề ra, tập trung tấn công khi đối thủ sơ hở yếu điểm nhất. Khả năng sống sót và chiến thắng của bạn mới cao được. Nói tới đây, các bạn cũng thấy chúng ta có cả tỷ điều cần phải học hỏi từ đội bóng này để cải thiện các phương pháp giao dịch ngày một hoàn thiện hơn. Giờ thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá vài điều sau. Những điều mà nhà đầu tư có thể học từ đội tuyển Đức, hình mẫu lý tưởng cho nhà đầu tư. Thứ nhất, tuân thủ nghiêm khắc kỷ luật đề ra. Một phẩm chất quan trọng hơn tất cả mọi phẩm chất khác mà các nhà đầu tư nhất thiết phải có được đó là kỷ luật. Khả năng kiểm soát lý trí, cơ thể và cảm xúc của bạn là chìa khóa của giao dịch thành công. Bạn có thể có kỹ năng phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản tuyệt vời nhất, nhưng nếu không có kỷ luật thì sẽ rất khó. Nếu không nói là có thể thực hiện được các giao dịch một cách nhất quán và đem lại lợi nhuận. Một nhà đầu tư có kỷ luật cho dù có lời hay thua lỗ cũng sẽ quay trở lại và tiếp tục giao dịch. Sớm hay muộn, thành công sẽ có ngày chạm đến. Điều thứ hai, quên cái tôi cá nhân to lớn. Cách nhanh nhất để kết thúc sự nghiệp đầu tư của bạn là để cái tôi của mình làm ảnh hưởng đến các quyết định giao dịch. Và bạn càng thành công bao nhiêu thì việc ngăn chặn điều đó sẽ càng trở nên khó khăn bấy nhiêu. Bạn cần phải làm cho cái tôi của chính mình im lặng để lắng nghe thị trường và làm theo những gì mà những phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản của bạn chỉ ra, chứ không phải là những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra. Khi bản thân nhà đầu tư có thể để cái tôi của mình sang một bên và bám chặt lấy thị trường, bạn sẽ có được nhiều cơ hội để thành công hơn. Nếu tin rằng bạn sẽ thành công bởi vì bạn có những kỹ năng nhất định hoặc bạn đã hiểu rõ được thị trường, thì lại là con đường gần như chắc chắn dẫn đến thất bại. Nhưng cùng lúc đó, bạn không thể quá yếu mềm về mặt cảm xúc đến mức một vài giao dịch thua lỗ đã làm tiêu tan hết đi sự tự tin của bạn. Khi giao dịch, hãy để cho cái tôi của mình sang một bên. Hãy cho phép mình thoát khỏi những trạng thái thua lỗ nhanh chóng, dù cho điều đó có ý nghĩa là bạn đã sai lầm về diễn biến của thị trường. Và khi bạn thành công thì đừng bao giờ để nó lấp đầy tâm trí bạn. Điều thứ ba, hãy hiểu là không có những thứ gọi là hy vọng, mong ước hay cầu nguyện một khi mà bạn đã tham gia vào thị trường chứng khoán. Thị trường sẽ đi lên khi có nhiều người mua hơn người bán và đi xuống khi điều ngược lại xảy ra. Chứ nó không tăng bởi vì bạn đã ước rằng nó sẽ như vậy và luôn cầu nguyện cho điều đó. Lewis Bosserino từng nói, tôi từng thấy quá nhiều nhà đầu tư trong trạng thái nhìn chằm chằm một cách sợ hãi vào màn hình máy tính và cầu nguyện thị trường sẽ diễn biến theo cách này hay cách khác. Họ đang bế tắc trong một trạng thái thua lỗ mà không thoát ra và họ hy vọng, mong ước và cầu nguyện rằng thị trường sẽ đi lên trở lại theo như cách họ dự đoán. Tuy nhiên, trên thực tế hiện ra ở màn hình giao dịch, đa phần mọi chiến thắng trên thị trường chứng khoán đều bắt nguồn từ sự kỷ luật và nỗ lực của chính bản thân nhà đầu tư. Điều thứ tư, đặt ra các ngưỡng chốt quan trọng để phòng bị. Bạn hãy đặt ra ngưỡng nguy hiểm và một khi đã chạm đến ngưỡng cắt lỗ thì hãy lập tức thoát ra ngoài. Thậm chí nếu đó chỉ là một khoản thua lỗ nhỏ thì cũng đừng chần chừ, sau đó hãy đánh giá lại thị trường và thực hiện một giao dịch mới, đồng thời hãy học cách để lợi nhuận đang có tăng thêm nữa, nhưng đừng quá tham lam. Nếu như bạn sử dụng phân tích kỹ thuật, bạn sẽ quyết định điểm tham gia và thoát khỏi thị trường trước khi mua một cổ phiếu. Sau đó, khi dấu hiệu đã được xác nhận, bạn hãy thực hiện giao dịch đã định. Khi đã đạt được mục tiêu lợi nhuận, hãy thoát khỏi thị trường. Bạn sẽ không bao giờ phá sản khi chốt lời. Đừng trở nên tham lam và duy trì trạng thái có lời quá lâu. Thị trường có thể bất ngờ đảo chiều và để lại sau nó là một kẻ thua cuộc. Điều thứ 5, quý trọng cả thất bại lẫn thành công. Các thương vụ thua lỗ là người thầy tài giỏi nhất của bạn. Chúng cho thấy phân tích và đánh giá của bạn có điều gì đó sai lầm, hoặc có thể chỉ đơn giản là thị trường đã không diễn biến như những gì mà bạn nghĩ. Có thể bạn đang tìm kiếm các điểm bứt phá mạnh trong khi thị trường lại chỉ dao động trong một vùng giới hạn. Hoặc có thể bạn đã quá chậm khi theo đuổi một xu hướng vì thực tế là thị trường đã lên đến đỉnh rồi. Khi có một trạng thái giao dịch thua lỗ, suy đoán của bạn có điều gì đó bất ổn so với diễn biến của thị trường. Vì vậy, hãy xác định một cách khách quan điều đó là gì, sau đó điều chỉnh cách nhìn nhận của bạn một chút nếu như cần và quay trở lại giao dịch. Điều thứ 6, vận dụng mọi kiến thức và kinh nghiệm mỗi khi đưa ra quyết định, không nên phụ thuộc nhiều vào cảm xúc. Nhiều người không biết là họ nên mua, bán hay nắm giữ, và sự không chắc chắn này cho thấy họ không có đường lối chỉ đạo. Đa số mọi người không tuân theo một kế hoạch đã được chứng minh, một tập hợp những nguyên tắc nghiêm ngặt hay những quy luật mua và bán để dẫn dắt họ đi đúng hướng. Khi quyết định mua hay bán, hãy thật sự tỉnh táo, sáng suốt và vận dụng kiến thức cùng với lý trí của bản thân hơn bao giờ hết. Lê Hằng theo trí thức trẻ cafef.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quangcaoitb.com để biết thêm chi tiết.